Ok, cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là Compammer, mình có hai phiên bản. Lần trước là phiên bản RMF, lần này là phiên bản AMF mình mới quay ra trong cái đợt update của Konami ngày hôm qua. Mình với các bạn sẽ tìm hiểu một chút về con hàng Compammer đấy nhá. 1m89 này, 21 tuổi, một cầu thủ rất trẻ. Và chân trái là chân thuận của Compammer. Cầu thủ người Anh thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea tại Premier League, 11 trận 2 bàn thắng 3 kiến tạo, một cái con số mình chơi nói chung là nó khiêm tốn, nhưng mà ở ngoài đời thì Compammer tuần vừa rồi thi đấu rất hay và đã được cú poker nhá. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải, tiền vệ cánh phải AMF CMF. Style chơi hộp player, tiền vệ làm bóng như là xu hướng là tìm kiếm không gian để ghi bàn. AE style chạy chỗ đột phá như là sút xoáy. Compammer với cái oval là 98, không được lên đến 100 đâu nhá các bạn ơi. Nhận thức tấn công là 87 này. Giữ bóng trong chân 89, dê bóng 88, kiểm soát bóng trong chân 90. Khả năng dê dắt và giữ bóng, dính bóng là rất tốt của Compammer. Chuyển thấp 85, chuyển bóng là 76 này, dứt điểm 88, được cải thiện rất nhiều ở cái phiên bản này. Đánh đầu 63, 1m89 nhưng mà đánh đầu có 63 thôi, rất thấp. Đá phạt là 75 này. Độ xoáy là 81, độ xoáy quá ok của Compammer, nói chung là cứa nào là ăn đấy các bạn ơi. Tốc độ 86 và tăng tốc 90. Với một vị trí AMF thì tốc độ như thế là quá ok rồi. Tốc suất 88 này, bật nhảy 64, tranh chấp 68. Điểm yếu của Compammer thăng bằng 78, thăng bằng ở mức khá. Và stamina là 85, có thể chơi hết trận. Stamina rất ok, rất khỏe. Tần suất dùng chân vũ thuận gần như không bao giờ. Độ chính xác rất cao, form vững vàng, kháng chiến thương là bình thường. Con hàng này chỉ kèo trái thôi nhé các bạn ơi. Đây là chỉ số được book thêm cho Compammer, cộng thêm 3 điểm cho nhận thức tấn công, giữ bóng trong chân, dứt điểm và tăng tốc. Mình cứ nghĩ là Compammer lên đến 100 cơ nhưng mà không được. Skill chạy cắt mặt, về bóng gần dày, cứa lòng, sút xoáy, sút một chạm, chuyền một chạm, chọc khe, penalty và skill về đội trưởng nha các bạn. Thiếu mất cái skill về chuyền một chạm này. À có chuyền một chạm rồi, xin lỗi các bạn, thiếu mất cái skill vùng chiếu là các skill về quang người và skill về tinh thần nữa. Trận đấu này thì mình sẽ trải nghiệm Compammer với cái vị trí AMF, một cái style chơi hope player, cầu thủ xu hướng là vừa kiến thiết làm bóng như có thể là ghi bàn. Tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng Compammer thi đấu quá cháy trong màu áo của câu lạc bộ Chelsea. Hay là có một cú bốc cơ ở đây là Compammer đã có bàn thắng cho Compammer. Mời các bạn xem lại tình huống làm chậm này, một pha bật nhả rất hay. Sau đó thì Van Vấn Đề kiến tạo cho Compammer. Compammer di chuyển thoáng, chạy chỗ rất thông minh. Sau đó là một cú di chuyển vào vòng cấm và tung ra một cú sút làm bó tay thủ môn tim bạn. Một pha dứt điểm rất hay của Compammer. Cái phiên bản này thì Compammer đã được cải thiện rất nhiều về nhận thức tấn công, khả năng dê bóng, dính bóng trong chân, hay là khả năng dứt điểm, cũng như là cái độ xoáy của Compammer đã được cải thiện rất nhiều. Cũng giống như ở câu lạc bộ Chelsea thì Compammer thi đấu đang cực kỳ là bùng nổ trong màu áo của câu lạc bộ Chelsea. Và bây giờ thì Compammer đã có cái hiệu suất bàn thắng chỉ ngang bằng, gần ngang bằng với Erling Haaland rồi, đang đua chiếc giày vàng vua phá lưới ở giải Ngoại hạng Anh nha các bạn ơi. Đó là một cái điều rất hay của Compammer. Compammer đã chuyển từ Man City sang Chelsea. Compammer đã tỏa sáng ở câu lạc bộ Chelsea này. Man City không biết rằng Pep Guardiola có thấy tiếc hay không, nhưng mà Man City đã bán đứt Compammer cho câu lạc bộ Chelsea rồi. Và bây giờ thì Compammer đang rất yên tâm tỏa sáng ở câu lạc bộ Chelsea. Tìm bạn bật một vạch tấn công này. Đây là Dida. Mình chỉ tiếc một cái đó là Compammer không có những cái skill để quăng người, chủ yếu là những cái skill về chạy cắt mặt hay về bóng gần dày và khả năng về sút này đấy, rồi sút xa, rồi sút một chạm, hay là khả năng về chọc khe hay là chuyền một chạm, và skill về penalty và đội trưởng. Skill thiếu mất những cái về skill quăng người hay là skill về tinh thần. Đây là Van Vấn Đê, Neymar chấp tân hay quá, rất đẳng cấp. Neymar đã có bàn thắng thứ hai, goal. Các bạn hãy xem lại tình huống này, một pha kiến tạo của Van Vấn Đê cho Neymar. Neymar
đã chốt tan qua được sự đeo bám của Denis, sau đó là một pha cứa nòng cực kỳ đẳng cấp của Neymar Jr. Như vậy là team bạn cũng đã out luôn rồi. Mới 2-0 thôi mà đã out rồi. Sau đây là một trận thi đấu trải nghiệm tiếp theo, gặp một team bạn cứng hơn với rất nhiều những cái huyền thoại của team bạn. Và Cole Palmer, mình vẫn để cho Cole Palmer thi đấu ở vị trí AMF nha các bạn ơi. Cole Palmer có thể thi đấu được ở vị trí RMF, tức là có thể thi đấu được vị trí tiền đạo cánh phải và tiền vệ cánh phải này, hay vị trí CMF, nhưng mà chơi ở vị trí AMF thì sẽ hợp lý với lại cái style chơi của Cole Palmer hơn. Vì Cole Palmer có cái style chơi đó là hậu player, thường là di chuyển để tìm kiếm khoảng trống và ghi bàn nhé. Cho nên là Cole Palmer nói chung là ham lên tấn công hơn các bạn ơi. Mạnh về khả năng tấn công nhưng mà rất yếu về khả năng phòng thủ. Đây là Filippo Inzaghi đét lên dài, cắt bóng thành công, nhưng mà team bạn ngay lập tức đã thu hồi được bóng. Casemiro hay quá, Filippo Inzaghi, Neymar không được, những pha phối hợp chưa thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ team bạn. Lần này gặp một cái hàng thủ cứng hơn thì khả năng cho Palmer và các đồng đội sẽ là khó khăn hơn rất nhiều để có thể thể hiện được trong trận đấu ngày hôm nay. Mbappe, rồi Koulibaly đọc tình huống tốt, Dida không được, team bạn rất nguy hiểm. Rất may rằng team bạn đã phối hợp không được trong tình huống vừa rồi. Bellingham theo Hernandez, Casemiro mất bóng, nguy hiểm quá. Một pha dứt điểm của team bạn không có bàn thắng. Đây là Filippo Inzaghi, Neymar. Ôi trời ơi, ông nào cũng áp sát nhanh thế. Quá nhanh, quá nguy hiểm với khả năng phòng thủ của team bạn. Áp sát gần như là cứ có bóng ở đâu được bu ở đấy thôi. Mình không thể nào phối hợp được. Nhiều bạn, team bạn áp sát rất hay nha. Thực sự chơi cái môn này không có khoảng trống nhiều để phối hợp hay là chạy chỗ đâu các bạn ơi. Gặp những cái đối cứng người ta gần như là ép cho mình ngạt thở, không thể thoát được. Rồi pha bóng lắp bắp, team bạn rất đang cố gắng để triển khai tấn công. Mbappe một pha sút, Vandida đã chơi tốt trong pha cản phá bóng vừa rồi. Casemiro, đây là Palmer phối hợp với Neymar, rồi Van Vật đê, Neymar, ôi trời ơi, Giai Các sút bóng không vào, một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Và kết thúc cuối cùng thì Neymar chưa thể đưa được bóng vào lưới trong tình huống vừa rồi. Những pha triển khai tấn công của team bạn, đây là Koulibaly. Với Cole Palmer thì Chelsea đang có một ngôi sao trong đội hình. Nói chung là câu lạc bộ Chelsea thì mùa giải này thi đấu cũng nói chung là cũng phập phù lắm các bạn ơi. Nhưng ai là fan của Chelsea thì mùa giải này thực sự là Chelsea thi đấu rất thiếu ổn định. Với một cái đội hình rất nhiều những ngôi sao được mua vào với những cái giá hàng trăm củ, nhưng mà cái kết quả thì chưa đáp ứng được như kỳ vọng. Và có lẽ rằng Chelsea mùa giải năm tới sẽ thi đấu hay hơn. Một pha thoát khỏi sự theo kèm cũng được, Giải Các sức tỉ đè quá trâu bò. Filippo Inzaghi không thể bứt tốc được trong tình huống vừa rồi. Hiệp 1 thì mình không có nhiều cơ hội các bạn ơi. Hiệp 1 với một cái tỷ số nói chung là rất nhàm chán, không đều, chưa có bàn thắng nào được mở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Cole Palmer với cái stamina là 85 thì các bạn cũng có thể thi đấu đến hết trận nha các bạn ơi. Đây là cái phiên bản mặc định Brazovic nên là các bạn không thể ép thêm những cái skill hỗ trợ cho Cole Palmer được, cho nên rằng Cole Palmer chỉ có bằng đấy những skill thôi. Inzaghi, giá trị của Filippo Inzaghi đã được thể hiện trong bàn thắng này. Một pha chạy chỗ rất nhanh và di chuyển quá khôn ngoan của Filippo Inzaghi. Khi mà Giai Các đã đọc tình huống thì đã chậm mất rồi. Và Filippo Inzaghi đã mở điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Thì bạn đã bị thủng lưới rồi. Tiếp tục là Filippo Inzaghi.
đội bạn có ông Zaka này, mình nghĩ rằng Zaka thì chơi rất nhiều vị trí, nhưng mà khả năng Zaka chơi kiến thiết là hay hơn, hoặc là chơi vị trí đại DMF sẽ hay hơn với cái style chơi ông này. Ông đã cho vị trí CB nhé. Thường thường là mình thấy rằng Zaka là cầu thủ huyền thoại của đội tuyển Hà Lan, và ông này được chơi ở vị trí DMF, CMF hoặc là AMF thì khả năng sẽ hay hơn rất nhiều. Đây là Van Vật đi, bình tĩnh, không được. Casemiro xử lý bóng không thành công. Neymar đã bị Cota bắt bài. Hai đội đang chơi công nha các bạn ơi. Hai team đều bất công rồi, chơi sang phẳng luôn. Đất đường dài, phi nước bôi ra ghi. Bên thủ môn team bạn cũng là Dida. Và vừa rồi thì Dida đã từ chối bàn thắng tiếp theo của Philippe Inzaghi rất nhanh. Forlan, Koulibaly, tốc độ của Koulibaly rất hay, rất kịp thời, cắt bóng trong chân của Diogo Forlan. Forlan tốc độ không nhanh các bạn ơi, khả năng bứt tốc của Forlan cũng không quá nhanh, cho nên là Koulibaly đã làm chủ được tình hình. Chứ không Mbappe thì khả năng là toang rồi. Rồi Van Dijk, Casemiro à. Những pha bóng tranh chấp rất quyết liệt. Đây là Philippe Inzaghi, Cole Palmer, pha di chuyển rất hay của Cole Palmer. Bàn thắng dành cho Cole Palmer. Go. Xin mời các bạn xem lại tình huống làm chậm này. Neymar chuyển cho Inzaghi, sau đó Inzaghi đã kiến tạo rất hay cho Cole Palmer. Cole Palmer di chuyển những chỗ không người và một pha tỉa bóng nhẹ nhàng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ team bạn cũng như là thủ môn Dida để nâng tỷ số lên 2-0. Một pha đạp bàn đến từ vị trí của Cole Palmer. Cole Palmer thi đấu nói chung là chia bài cũng ok và khả năng công tấn công ghi bàn cũng rất ổn. Không có bàn thắng cho Mbappe. Vừa rồi cứ nghĩ rằng đã có bàn thua dành cho team mình rồi, nhưng mà team bạn đã xử lý không tốt. Một pha cong đến từ đất lần dài của team bạn. Đất lần dài đạt bóng đánh đầu, cắt bóng phá bóng lên rất cao, rất xa khung thành. Phút thứ 80, lợi thế đang là hai bàn thắng. Tonani chọc khe không được. Mình đã có một số sự tinh chỉnh cho team nha, nhưng mà mình vẫn giữ lại Cole Palmer. Đây là Cole Palmer chuyền hay quá, Inzaghi không ai theo kèm được Inzaghi trong tình huống này. Và đây là bàn thắng kết liễu team bạn. Inzaghi bật nhả với Palmer, sau đó là Messi đã kiến tạo cho Philippe Inzaghi. Dida băng ra thì đã quá muộn rồi trong tình huống vừa rồi. Một bàn thắng chốt sổ và đóng hòm của Philippe Inzaghi dành cho team bạn. 3-0. Một tỷ số phải nói rằng với cách biệt rất an toàn, thì bạn sẽ khó lại. Như vậy là Mbappe đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Một pha làm bàn chóng vánh của Mbappe. Đây là Gilberto Silva theo Hernandez. Và trận đấu đang đi đến những phút cuối cùng rồi. Các bạn cảm thấy Cole Palmer như thế nào? Với mình thì con hàng Cole Palmer này ở mức khá thôi nha các bạn ơi. Nói chung là khả năng tấn công và ghi bàn của Cole Palmer cũng tương đối là ổn. Khả năng thủ thì không tính đến vì Cole Palmer rất yếu trong khả năng thủ, nhưng mà khả năng về tham gia tấn công và chuyền bóng ghi bàn thì Cole Palmer đều làm rất tốt cái công việc của mình. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-3 dành cho team nha, với chiến thắng của Cole Palmer và các đồng đội. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cole Palmer trận thi đấu này sẽ được mấy điểm đây? Cole Palmer trận đấu này chắc tầm được 7,5 hay là 6,5 điểm đây các bạn ơi. Cole Palmer được 6,5 điểm, một số điểm cũng ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.